gì mà lại không có anh Bon? Sao vậy? Anh Bon mất rồi. Mặc dù anh Bon là biên đạo nhưng ảnh lại không có mặt ở đây. Tụi mình đa phần đều không nhớ được đèn drop ấy, nên là phải dừng lại. Đó là lý do vì sao bây giờ mình từ ngoài đây nói chuyện với mọi người chứ không phải tổng tiếng. Đây đây. Quay gì vậy? Tiệm mình mua một đôi bông tai xong là mất một chiếc, xong kêu mình là kêu bỏ một chiếc đi. Ủa gì vậy? Không nên luôn. Xong kêu là thôi đi một chiếc cho nó fashion rồi mua với chiếc khác, không hiểu luôn. Ủa gì vậy? Yêu ý mật thì chỉ có một mình biết thôi. Em nghĩ sao về cái chi? Kiểu con trai bây giờ thì là siêu nhanh. Ồ mà anh Thắng cũng vậy, anh Bon cũng vậy, ai hiểu chưa? Xong thì thi rồi giờ đi chơi skate rồi. Đó ừ. Rất là luôn rồi chơi skate rồi. Rất là nhỏ. Sắp game nè, kể lại tất cả các bài hát từ hồi đến của Bèo và Sống. Có cần thêm thứ tự không anh? Không cần đúng không? Đừng ngại ngùng. Chỉ bài hát của tụi em còn bài cover không tính đúng không? Đừng ngại ngùng. We are friends. Chỉ vừa lần 6 chẳng đi đâu ước mơ, hit the road, khám phá những chỗ, hai bài là một, hit the road, tôi là tôi, tức là tôi là tôi chẳng phải là khác, đúng là bài tôi là sáu, thì bạn cứ là solo tôi tất cả, và bỏ mình là tôi, anh tú rồi, bài chuẩn bị ra, bài gì nữa ta? Vậy là yêu rồi. 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 Vậy là đúng rồi, em ơi.
nó rất là một thời chị đấy ta phải kiểm tra rồi đẹp đúng không nào thật là lần đầu tiên 3, 2, 1 bắt đầu. Yeah.